Bảo vệ Vlog xin chào tất cả cô chú anh chị em và các bạn nha. Hôm nay bảo vệ lại tiếp tục chia sẻ cô chú anh chị em mình vô mình chăm mấy cái cây của mình nha cả nhà. Và hôm nay bảo vệ sẽ thay chậu và chỉnh sửa lại cho cái em nguyệt quế này nha cả nhà. Đây, nguyệt quế này trồng trong đây. Bây giờ mình chỉnh sửa lại và mình vô cho nó cái chậu này nhé. Chưa hết thì mình cũng vô trong chậu trước cái nè. Chồng cô vậy là cũng như thường lệ thôi ha, cũng là than đá, trâu sống và cát. Tỷ lệ chọn cô vậy thì cũng chia sẻ của chú anh chị em mình rồi ha, ba cát, ba trâu và bốn sư dừa ha. Rồi xong đó mình trộn cho đều rồi mà mình thêm ít than đá vô nữa. Than đá có cô chú anh chị em mình gọi là sỉ than á, qua sử dụng ha. Mình trội nước rồi cho sạch sẽ. Xong rồi mình đập, mình trộn vô cũng ít thôi, mình đập nhỏ 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 bể chừng tay. Cũng số lượng ít thôi nha để cho nó thoát nước tốt, chủ yếu là than đá vô cho nó thoát nước tốt. Mình trồng cây mà nó thoát nước được tốt thì cái cây nó không có bị hư bù rễ. Cây nó phát triển tốt hơn nha. Mỗi lần mà mình thay chất chồng gì đó cả nhà là mình phải vũ vũ rễ nó, mình sắp sắp vào rễ lại, sắp vô đế lại cho nó tốt tốt một chút cho theo ý mình ha, cho vô đế cho nó đẹp đẹp một chút nha cả nhà. Chút xíu mình sửa cái chi cành lại rồi mình cắt bớt nó đi nha. Mình vô gì đây? Cho cái bộ rễ nó đều đều ra, sắp cho bộ đệ rễ nó đều ra cả nhà, sau này nó ra cái bộ rễ nôm cho nó đẹp. Rồi mình trồng thêm cho nó một lớp cái bình nước lọc á, mình cắt ra trồng cho thêm cho nó vô một lớp nữa để cho nó khi mà mình tưới chất chồng, mình tưới nước cái chất chồng nó không văng ra ngoài cả nha. Vậy thôi, ok chưa, rất ok ha. Vậy đây mình tưới chất chồng, tưới nước chất chồng nó bảo đảm không có ra ngoài cả nha. Muốn cho này nó liền lại thì mình mỗi lần thay chậu, chỉnh sửa đế nè, chỉnh sửa cho cái thân nè, định hình cái thân này lại nó hoàn chỉnh chút xíu ha. Giờ mỗi lần mình chỉnh sửa thì mình vô dây cho mấy cái tay nó nè, bẻ cho nó có tay nhậu chút xíu nha cả nhà, vô cho có tay nhậu cho nó sau này cho nó đẹp đẹp một chút nha. Mình sửa dần dần, cây còn nhỏ mình sửa hoài, mỗi lần thay chậu hay là mỗi năm nó lớn mình thấy xum xê chút xíu mình
chỉnh sửa. Muốn có một cây đẹp từ nhỏ tới lớn rất nhiều công cái nha, bỏ ra nhiều công lắm mới được một cây nha. Cho nên cô chú anh chị em các bạn, mình thấy người ta bán cây bonsai mà giá nó cao là thật sự người ta bỏ công sức thì giống nhiều lắm cả nhà ơi. Mình có làm mình mới biết chứ, thấy cái cây đẹp mà mình mua muốn mua rẻ thì kiếm đâu ra, phải không? Cây đẹp thì phải bỏ ra một thời gian dài lắm mới được có được một cái cây đẹp nha. Mình sẽ cắt tỉa hết lại nha cả nhà. Cắt tỉa phân chia lại từ dưới lên trên. Lúc nào ở dưới đi lên thì ở dưới lớn lên nhỏ dần dần lên ngọn nha. Chỉ dưới mình lấy chi dài. Mà cái cây mà nó ra không đều thì cái chi trên nó hơi lớn hơn cái chi dưới thì mình cắt cái chi trên cục vô để cho nó ra cái chi sau lại cho nó ra cái nhánh nó nhỏ lại nha. Thì đó là cái cách mà bảo vệ phân chi cả nhà. Rồi vậy chia sẻ cô chú anh chị em mình cái cách bảo vệ để chơi một cây nguyệt quế bonsai, mình vừa chơi vừa học hỏi nha, tại vì chơi theo đam mê nha cả nhà. Cô chú anh chị em mình có gì hay thì hãy comment vào chia sẻ với mình bảo vệ với nha cả nhà ơi. Đôn lại nha, mình sẽ đôn ngọn lại. Lấy miếng keo liền xẹo mình chấm nó dấu cắt một cái. Rồi cả nhà, sau này nó sẽ ra mấy nhánh ở đây rồi mình uống thêm nữa nha. Giờ mình đun nó lại cái cho nó gốc nó lùng lực lại cái. Cắt luôn đây ha, sau này lên thời gian nữa cái mình đun thêm cái nữa. Để cho cái nhánh này bự lên đi. Bự lên rồi mình cắt đun giật đi cái nữa. Rồi, cái gốc nó sẽ càng ngày nó càng giật xuống nha. Rồi tạm vậy nha cả nhà. Coi như là một được một nước thay chậu cho nó, khi nào mà rễ nó ra đầy cái chậu này là cây này cũng bự rồi. Và bây giờ xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị em và các bạn đã xem video của bảo vệ nha. Cô chú anh chị em mình vui lòng cho bảo vệ một like, một chia sẻ cả nha. Và ai chưa có đăng ký kênh thì cho bảo vệ một lượt đăng ký nha cả nhà, để khi nào bảo vệ có ra cái video mới sẽ thông báo đến cho cô chú anh chị em mình xem cho vui nha. Cô ấy xin chào, hẹn gặp lại video sau nha cả nhà.